Tiếp theo chương trình là sẽ được bày vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Trần Hữu Trang, lớp chích đoạn trong vở tuồng Kẻ Lưu Được Mang Tên Tô Ánh Nguyệt. Và với lớp chích đoạn này, bày vị cùng đến với tiếng hát của Tuyết Mai, đến từ câu lạc bộ Tuyết Mai, và xin mời tiếng hát của Văn Trần lên trợ diễn. Sau tiếng hát của Tuyết Mai là tiếng hát của Mỹ Dung chuẩn bị. Buổi chia tay này chỉ là cơn gió lướt nhẹ trên sông, mang mát buồn ánh nắng chiều nhấp nhô, hiu hắt dài chiếc lá khô, hạ cuối mùa sáng thu. Tạm xa nhau như lễ bái trường, anh về thế giới quyên đường, gọi lửa bén hương nồng, bỏ những ngày nhớ mong. Dù cho cánh nghịch quyết một lòng chẳng đổi thay, hai ta cùng sánh vai bên tay, chẳng dễ dàng lạc phai. Cũng đã vàng thủy chung, những anh ơi bạn bè chán nước của chúng ta là thấm đã chán.
lan. Bị cha mẹ thuốc đứa đôi thì anh sẽ rời bỏ gia đình. Chúng ta biết sống, biết yêu thì trển đền ở nước có nền giảng minh. Thông qua mới đổi này ở đâu cũng là chỗ cho chúng ta dung thân được hết em à. Tại sao lại là kỹ cho em? Anh nghĩ xem, đạo làm phong mà rời bỏ gia đình quen thuộc gần xa. Chén con nơi đùa tách trà, ai dẫn khi cha yêu mẹ bao tuổi già. Nguyệt em ơi, nặng chờ hiếu hay là em chưa có tin anh? Trời ơi, nếu không có tin anh thì em đâu có khổ như vậy. Nguyệt ơi, đã gõ tấm lòng em cao quý, chứ sao anh giận một mực thì chung. Mai này anh về, nếu số thân bắt buộc đưa đôi về phụ thuộc gia đình, chừng ấy hai ta sẽ hôn ly em mà. Em ơi, thà hai ta sống nơi chân trời góc biển, mà chim liền cánh cây nọ liền cành. Cảm ơn.